mình từ cái TC Palace nha. TC Palace mình đi dọc trên cái công viên Võ Văn Kiệt. Không có đại dịch Corona thì ở đây là rất đông đó các bạn, mà vắng lắm, ít người đi tập. Đây, uống cà phê đây. Họ vẫn đi uống cà phê buổi sáng. Lê của cô 34 đây. Còn đây là cơ sở 2 của doanh nghiệp nhà xe Trung Nga đó các bạn. Đây, quán cà phê 5 triệu đây. Bán chẳng hạn như bán bắp chẳng hạn đó, rồi bán xôi. Em ở đâu rồi đi bán ở đây vậy? Hả? Ở Hàm Thắng hả? Bán từ ngày giờ là em vẫn bán ở góc này luôn hả? Vậy ha, chứ từ ngày giờ là Corona em không ở nhà hả? Rồi bán em phải bảo trọng nha, nha, cẩn thận nha. Em bán bao nhiêu là một chục? 5.000 trái ha. Thế bây giờ lựa hai trái nào ngon ngon bán cho chú đi, hai trái đi. Bắp này bắp ở nhà trồng hay là em lấy lại? Dạ, mua hả? À, mua mà bắp này là ở đâu, từ đâu? lấy giùm tiền thưa chú đi. Dạ, ở Phan Rang. Ở Phan Rang hả? À, bắp này gọi là bắp gì? Bắp lai Mỹ hay là bắp gì đây? Dạ, bắp lai trắng. Hả? Bắp lai trắng chứ không có phải bắp Mỹ. Lai gì? Nó còn trắng chứ đâu phải gì. À, vậy à, vậy là bắp này ăn rất ngon ha. À. Ăn không ngon là chú trả lại nha. Mấy ngày này bị bán với số được không? Hả? Quê là hả? Tôi mua hoài không trúng cho nên tôi không có mua nữa. À, chú đi nha. Bãi xe hay đậu dọc theo hành lang để đi tắm biển đó các bạn. Các bạn thấy bên tay phải của tôi là phía biển nha. Bây giờ bên tay trái là cái quán cà phê của Bình Minh. Những buổi sáng của Bình Minh thì giờ này là rất đông nha. Nhưng mà bây giờ là các bạn thấy là quán cà phê là theo chủ trương của nhà nước là cấm đóng cửa, không có được bán. Nhưng mà ở đây là những người mà đang uống cà phê đây đều có thể họ tập thể dục. À, họ uống cà phê lễ ăn sáng và có thể họ mang đồ đi theo ăn. Đây là cái bản thông báo mà được restaurant Bình Minh thông báo để các bạn niêm yết ở đây. À, rất rõ ràng. Đấy, như vậy là người ta đi tắm biển người ta mang thức ăn đi theo đó các bạn.